Chào các bạn. Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con Nokia 6300 nha các bạn. Và hiện trạng của nó là nó bị bể ngay cái góc màn hình nha các bạn. Và mình sẽ thay thế cái màn hình của Nokia 6300. Nó sẽ bị bể. Đây, các bạn nhìn là nó bể ngay cái góc này nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành tháo máy và thay màn hình nha các bạn. Rồi mình tiến hành mở hai con ốc hai bên nha các bạn. Rồi mình dùng ngón tay hoặc là một cái khay nha các bạn, mình sẽ nạy cái viền của màn hình lên. Đây. Đó, cái đây là cái viền màn hình và cái phím nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành mở bốn con ốc nha các bạn, cái khung của màn hình. Rồi, đây là cái socket của màn hình nha các bạn. Mình khởi cái socket lên.
Rồi mình sẽ tiến hành, mình sẽ gắn cái màn hình khác vào mình test nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cục pin vào xem máy có lên hình không nha các bạn. Rồi, máy đã lên hình nha các bạn. Ok, máy đã lên hình đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ráp hoàn chỉnh nha các bạn. Để mình tiến hành, mình sẽ vệ sinh sơ cái máy nha các bạn. Rồi mình sẽ dùng cái bo sạch, mình sẽ thổi bụi sơn nha các bạn. Mình vệ sinh sơ cái bệ phía dưới nha các bạn. Lo là dưới rung rồi nè, cái bệ dưới mít rồi. Vệ sinh sạch sẽ các tiếp điểm nha các bạn. Đó, các tiếp điểm. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cố định lại cái khung của cái màn hình nha các bạn. Cái khung bảo vệ màn hình này. Rồi mình sẽ đặt vào nha các bạn.
Rồi, mình vừa hoàn thành xong thay màn hình cho con Nokia. Rồi bắt đầu mình mở nguồn nha các bạn. Rồi ok nha các bạn. Đó, máy đã lên hình đẹp. Rồi. Máy đã lên hình đẹp nha các bạn. Rồi, ok các bạn. Rồi như vậy video chia sẻ về cách thay màn hình Nokia 6300 của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.